hôm nay 25 đây mình sẽ tường là chơi nổ hũ thôi anh em ơi. Nổ hôm nay mình sẽ chơi nổ hũ phá băng anh em ơi. Chơi gì như vậy thôi. Cái quan trọng nhất đó là phải hên thôi anh em ạ. Đã không hên thì chơi kiểu gì anh em không thể thắng nổi nó đâu. Quan trọng phải hên. Không hên thì chịu rồi anh em ạ. Tình hình dễ toang rồi. Dễ toang rồi anh em ơi. 800 như thế này toang thật rồi. Đây này, may nó thắng này. Trời ơi, 44 này ngon. Đừng nữa nha. Chưa dừng nó nha. Trời ơi, pha đó mà không nổ được kìa. Pha nổ một cái này nó có vẻ ngon này không anh em. Đây, 600 này. 900 này anh em ơi. Đây nha, cứ từ lên thôi anh em. Không được vội. Bởi vội vàng chỉ có toang thôi anh em mà không có chuyện ăn được nó đâu. Ăn thì mình nói thật với anh em, ai chẳng muốn ăn nó. Không có phải ai ăn được nó đâu. Đúng không? Đây này. Cứ bình tĩnh lên thôi anh em. Một là lên, hai xuống rồi à. Khi mình xui chả thể nói trước điều gì được đâu. Đừng nói toang nha, không vui đâu nha. Đây rồi. Lúc này thắng tầm 3 bể đấy nha. Gần thôi. Bây giờ nó thua xuống mất chuỗi này là toang đấy. Bịt ngay mà. Nó đen như vậy chịu. Nó đen như vậy chịu rồi. Lo thua thật đấy anh em ạ. Mà game mình xui thì mình đã chấp nhận chơi thì phải chấp nhận thua lỗ hoặc là thắng rồi à. Mỗi ngày mình thắng 5 đến 10 mê thôi. Nhưng mà khó quá anh em ạ. Mua lại đấy, thua rồi đấy anh em. Bây giờ bắt đầu thấy thua rồi đấy. Quả đánh ván xích bù đi. Xéo nè. Đôi đi. Mình chỉ đánh đôi thôi nha. Vì 5 lần mình chỉ trúng 1 lần thôi là mình đã thắng tất cả trước đó đấy mà. Nên là cũng bình tĩnh thôi. Căng đấy nhở. Căng thế. Đây rồi, ngon. May nó cho ăn đấy. Không cho ăn pha đó nó cũng toang đấy anh em ạ. Ra trăm nhỏ thôi. Dần dần lên thôi anh em. Không việc gì bắt đầu mình đánh to luôn cả. Đánh to lên là công nhận mình có thể ăn to thật. Lỡ may thua rồi sao anh em đúng không? Có phải lần nào thắng nó. Đây này anh ngon. Cái này làm mê hòa vốn rồi. Thôi chơi nổ hũ tiếp đi. Chơi mà nó thắng như vậy là mình sợ nó soi lại đấy. Soi là mình đéo có cơ hội thắng đôi đâu. Đây này. Trời ơi. Nó đã hên cả hai luôn anh em ạ. Bên này nó có nổi hũ 46 này. Ngon. Ui, chưa dừng đâu nha. 51 này. Chưa dừng đâu nha. Chưa dừng đâu nha anh em ơi. Cứ bình tĩnh mà lên thôi anh em ạ. Không vội được đâu. Ôi chàng ơi, toàn thế. Mày vắn mày nó nổ cái hụ đấy. Chỉ một chuỗi thua luôn anh em ạ, chịu ơi. Đen vậy ta. Đen thế nhỉ. Lúc này tính ra chưa thắng chưa thua được cái gì đâu này. Thua một xíu thôi. Nhưng mà thôi cũng được. Đây bây giờ chính xác chưa thắng chưa thua cái gì đâu này. Muốn thắng xíu thôi mà khó quá anh em. 5 mê thôi ấy. 5 đến 10 mê thôi. Lúc này có thắng nó cho thắng đéo đâu. À nỗ lần 1 mê 5 anh chịu rồi. Đéo ăn thua. Chỗ auto bán đấy nè. Không dám nhìn luôn này. Rồi này, 2 bán bay vậy. Cái chỗ auto này xem sao nè. Nó có hên hơn không. Cũng xui như nhau rồi nha. Đã xui nó xui thôi à. Nỗi hụ 10 mê có phải ngon hay không anh em đúng không.
nhỏ nộ nhỏ 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 ấy. Nhà đéo ăn thua luôn ấy. Đây này, bạn ấy công việc có ổn không đây? Công việc có ổn không đây anh em ơi? Chịu rồi. Thuột chuỗi luôn anh em ạ, còn 15 mê luôn ấy. Chịu. Bọn này chơi như vậy thì ai chiến lại tụi mày? Chơi ván poker xem sao nào anh em ơi. Mẹ nó chứ cay thế chứ. Thua nó kìa. À nó thua hết nên. Còn 12 mê luôn anh em ạ. Bố mạnh chịu, 9 là 9 rồi kìa. 9 là 9 đấy anh em ơi. Thua hết rồi. Thua hết rồi anh em ơi. Tình nhà thua hết rồi. Thôi. Bây giờ mình sẽ bơm vào 30 mê nha. 25 mê đi. Một là gỡ được, hai là thua hết này. Nó đen thế rồi. Hôm nay bỏ vào anh em ơi nha. Ok nha. Thua bây giờ mình là thua rồi anh em ạ. Nổ hủ quá xui, mà đánh con game đéo này nó còn xui hơn. Nhưng mà bây giờ mình càng muốn gỡ con game này ấy. Thì bây giờ mình đã thua, đó là đầu tiên mình đã nạp 25 mê, đã cho tròn 50 mê. Nhưng bây giờ mình quyết định nạp vào 30 mê. Vì sao vậy? Bởi vì lúc nãy 25 mê mình đã xui rồi. Mình cứ nạp 25 mê chắc chắn mình sẽ xui rồi. Đấy là thôi. Bây giờ mình mục tiêu lên ít nhất là 55 mê. Đó ít nhất nha. Còn trường hợp nó phải lên hơn rồi. Lên hơn thì quá là tuyệt vời rồi anh em ơi. Sao nó không lên thì chịu thôi, game nên xui mà. Thế đéo được, được được. Còn thua 5 mê thôi anh em này. À 4 ra 2 kìa. Dưới tiếp đi. Đúng rồi. Vậy như vậy chứ 52 mê, 53 mê này. Đây rồi, 55 mê này. Nên 6 mê là nghĩ này. Phải liều mới được nhiều anh em ạ. Chứ đánh nhát 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 là đéo lên được nỗi đâu. Đây rồi này. 59 rồi này. 59 rồi nha. 59 rồi nha em ơi. Ơ ai gần lên nó lại cho súng lại kìa. Cay thế. Thôi 10 rất quy kìa anh em ơi. Đây rồi, nghĩ anh em ơi. Nghĩ nha. 6 mê rồi mà. Thắng 5 mê là ngon rồi anh em ơi. Uầy. Thế mà thắng được đấy. Nghĩ anh em ơi. Thôi nghĩ. Thôi bye bye anh em nha.